Nightcry, đôi bạn song hành cùng nữ nhân vật chính, chưa tiết lộ danh tính. Khi cô nhận lời mời lên một con tàu du lịch hạng sang, một khách sạn nổi giữa đại dương với những tiện nghi xa hoa hạng nhất. Mọi thứ như một giấc mộng chờ đợi trước mắt và cuộc sống với cô hẳn sẽ sang một trang mới. Quả thực, mọi thứ sẽ sớm đổi thay, chỉ có điều hướng thẳng về hố sâu thăm thẳm mà mãi mãi cô không bao giờ có thể thoát khỏi. Đó là khi màn đêm buông xuống, những vị khách và thành viên đội tàu dần dần trở thành nạn nhân của một bóng ma cuồng sát, một thế lực bí ẩn dường như có sự quan tâm đặc biệt đến nhân vật chính. Tại Nightcry, bạn sẽ phải luôn căng não trước những bóng ma rượt đuổi sau lưng, phải nhanh chân ẩn nấp, kiếm tìm những nơi trốn an toàn. Game hoàn toàn đặt bạn vào hoàn cảnh tính mạng hiểm nguy, chẳng vũ khí hay sức mạnh phòng thân, tất cả những gì bạn có thể làm là chạy và chạy. Nightcry, ngoài việc ám ảnh bởi những bất lực trước những mối nguy hiểm trực chờ, còn đưa game thủ tới một câu chuyện với những nhân vật và tình tiết quái đản, sớm trở nên ma mị một khi dấn sâu hơn vào game. Tại đây, người chơi sẽ phải giao tiếp, trò chuyện với những nhân vật sắp đặt trên chuyến tàu định mệnh nhằm kiếm tìm thêm thông tin và đầu mối về bóng tối ám ảnh nơi đây. Game cũng đòi hỏi bạn phải động não nhằm hóa giải những câu đố được đặt ra, giúp mở khóa cánh cửa tiến vào khu vực mới hay đưa đẩy cốt truyện xa hơn. Để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về làng game mobile trong nước và quốc tế, các bạn có thể theo dõi tại website fanpage của gamehub.vn. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại!